tháng 6 này, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, cuộc thi nhan sắc hàng đầu Việt Nam tự hào lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Những chiến binh xuất sắc nhất chính thức lộ diện, họ đã sẵn sàng mang bản lĩnh Việt Nam để tỏa sáng trong đêm bán kết ngày 21 tháng 6 2022 trên kênh VTV9 và đêm chung kết ngày 25 tháng 6 2022 trên kênh VTV3, nơi vương miện Vina của mình sẽ tìm thấy chủ nhân đặt vé ngay hôm nay.